Chiều ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023 cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn là thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Tại lớp tập huấn, các đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ giúp việc đã được nghe đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giới thiệu một số nội dung về các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, một số điểm lưu ý và các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và các quyết định, quy định tạm thời cung cấp và sử dụng mobile banking của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dịp này, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời lấy phiếu đánh giá, tiến hành làm bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tập huấn. Hội nghị tập huấn nhằm giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân mình và về vai trò, vị trí của tín dụng, chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ đó tăng cường hơn nữa công tác quản lý giám sát, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách tại địa phương.